Lá mít tưởng bỏ đi lại là vị thuốc quý, nhiều người ngẩn ngơ vì không biết sớm. Mùa hè đến, mít chín rộ trở thành món ăn khoái khẩu của nhiều người. Tuy nhiên, ít ai biết rằng ngoài quả, các bộ phận khác của cây mít như lá cũng mang lại nhiều lợi ích sức khỏe đáng kinh ngạc. Lá mít giúp kiểm soát nhịp tim và huyết áp. Lá mít là nguồn cung cấp kali dồi dào. Kali là một chất điện giải quan trọng, giúp điều hòa nhịp tim và huyết áp. Lá mít cũng chứa một lượng đáng kể magie. Maze đóng vai trò quan trọng trong việc thư giãn cơ tim và mạch máu, giúp giảm huyết áp và duy trì nhịp tim ổn định. Các chất chống oxy hóa như flavonoid và phenolic có trong lá mít giúp bảo vệ mạch máu khỏi tổn thương do các gốc tự do gây ra. Điều này giúp cải thiện sức khỏe tim mạch và giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng không nên coi lá mít là phương pháp thay thế cho các thuốc điều trị huyết áp và các bệnh tim mạch. Nếu bạn có vấn đề về tim mạch hoặc huyết áp, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng Lá mít hoặc bất kỳ loại thảo dược nào khác. Hỗ trợ ổn định đường huyết, Lá mít có thể giúp cải thiện độ nhạy của tế bào với insulin, hormone chịu trách nhiệm đưa đường từ máu vào tế bào để sử dụng năng lượng. Điều này giúp giảm lượng đường trong máu và ngăn ngừa kháng insulin, một yếu tố nguy cơ của bệnh tiểu đường. Một số nghiên cứu cho thấy các hợp chất trong Lá mít có thể làm chậm quá trình hấp thu đường từ ruột vào máu, giúp ngăn ngừa sự tăng đột biến lượng đường trong máu sau bữa ăn. Song lá mít không phải là thuốc chữa bệnh tiểu đường. Nó chỉ có thể được sử dụng như một liệu pháp hỗ trợ bên cạnh chế độ ăn uống và tập luyện hợp lý, tốt cho hệ tiêu hóa. Lá mít chứa một lượng đáng kể chất xơ, bao gồm cả chất xơ hòa tan và không hòa tan, giúp kích thích nhu động ruột, ngăn ngừa táo bón. Lá mít chứa các hợp chất có tác dụng kháng viêm, giúp làm dịu niêm mạc dạ dày và ruột, giảm các triệu chứng viêm loét dạ dày tá tràng và các bệnh viêm ruột khác. Một số nghiên cứu cũng cho thấy lá mít có khả năng ức chế sự phát triển của một số vi khuẩn gây hại trong đường ruột, giúp duy trì sự cân bằng của hệ vi sinh vật đường ruột và ngăn ngừa các bệnh nhiễm trùng đường tiêu hóa. Giúp thanh nhiệt, giải độc, lá mít có thể có tác dụng lợi tiểu nhẹ, giúp tăng cường quá trình đào thải các chất độc hại ra khỏi cơ thể qua đường nước tiểu. Các chất chống oxy hóa như flavonoid và tannin dồi dào trong lá mít giúp trung hòa các gốc tự do gây hại cho tế bào, bảo vệ cơ thể khỏi tác động của các độc tố từ môi trường và quá trình chuyển hóa. Gan là cơ quan quan trọng trong quá trình giải độc của cơ thể. Lá mít có thể giúp hỗ trợ chức năng gan, tăng cường khả năng lọc và thải độc của gan. Bạn có thể sử dụng lá mít tươi hoặc khô để pha trà uống hàng ngày, ngăn ngừa lão hóa. Lá mít chứa nhiều chất chống oxy hóa như flavonoid, vitamin C, tannin và phenolic. Các chất này giúp trung hòa các gốc tự do, những phân tử không ổn định gây tổn thương tế bào và đẩy nhanh quá trình lão hóa. Bằng cách chống lại các gốc tự do, lá mít giúp bảo vệ ra khỏi nếp nhăn, vết chân chim và các dấu hiệu lão hóa khác. Bên cạnh đó, các hợp chất trong lá mít có thể kích thích sản xuất collagen, giúp da trở nên căng mịn và trẻ trung hơn. Các chất chống oxy hóa trong loại lá này cũng có khả năng hấp thụ tia ủy viên từ ánh nắng mặt trời, giúp bảo vệ ra khỏi tác hại của tia ủy viên như cháy nắng, sạm da và lão hóa sớm. Bạn có thể sử dụng lá mít theo nhiều cách, pha trà, rửa sạch lá mít, thái nhỏ, phơi khô, hãm với nước sôi như trà. Nấu nước uống, đun sôi lá mít với nước, lọc lấy nước uống hàng ngày. Sông hơi, đun sôi lá mít, sông hơi để giảm đau nhức, thư giãn. Đắp ngoài da, dã nát lá mít, đắp lên vết thương, vết bỏng để giảm đau, kháng viêm. Theo Tôn và WebMD, người có mạch máu tắc nghẽn thường có 5 điểm bất thường trên cơ thể, biết sớm giúp phòng đột quỵ hiệu quả. Khi cục máu đông hình thành trong cơ thể và gây tắc nghẽn mạch máu, cơ thể sẽ phát ra một số dấu hiệu bất thường. Hệ thống mạch máu trong cơ thể là một phần của hệ tuần hoàn, có dạng ống nối tiếp nhau hợp thành hệ thống kín, dẫn máu từ tim đến các cơ quan trong cơ thể, sau đó dẫn máu từ các cơ quan quay trở về tim. Hệ thống mạch máu khỏe mạnh, thông thoáng giúp vận chuyển nước, oxy, CO2, các chất dinh dưỡng đến các cơ quan trong cơ thể. Nhiều nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng mạch máu thông thoáng có ảnh hưởng nhất định đến sức khỏe và tuổi thọ của con người. Ngược lại, khi mạch máu bị tắc nghẽn, con người có thể đối mặt với nguy cơ mắc các bệnh lý như sơ vữa động mạch, đau tim, đột quỵ. Bác sĩ Tưởng Lợi, trưởng khoa tim mạch bệnh viện Đồng Nhân, trực thuộc trường y Đại học Giao thông Thượng Hải, Trung Quốc cho biết, có một số yếu tố làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông, gây tắc nghẽn mạch máu bao gồm: lối sống ít vận động, căng thẳng kéo dài, lão hóa, chế độ ăn uống kém lành mạnh, lạm dụng rượu bia, thuốc lá. Bác sĩ Kim Vĩnh Kiện, trưởng khoa phẫu thuật thần kinh, bệnh viện đa khoa Hàng Không, Trung Quốc chỉ ra rằng, khi mạch máu bị tắc nghẽn, cơ thể có thể phát ra một số dấu hiệu cảnh báo. Do đó, nếu cơ thể có 5 điểm bất thường dưới đây thì mọi người cần đặc biệt cảnh giác. 5 điểm bất thường trên cơ thể cảnh báo mạch máu tắc nghẽn: 1. Đau một bên tay hoặc chân. Bác sĩ Chu Thao, giám đốc khoa tim mạch tại bệnh viện Liên kết số 3 thuộc Đại học Y Phương Nam, Trung Quốc cho biết, khi cục máu đông hình thành trong mạch máu ở tay và chân, chúng có thể gây ra phản ứng viêm và làm giảm tốc độ lưu thông máu. Điều này có thể gây ra triệu chứng đau âm ỉ hoặc đau dữ dội ở một bên tay hoặc chân. Khi huyết khối ngày càng lớn, triệu chứng đau sẽ trầm trọng hơn, người bệnh có thể xuất hiện thêm tình trạng chuột rút, hai tê chân tay. Cục máu đông hình thành có thể gây tắc nghẽn mạch máu, ảnh hưởng đến việc lưu thông máu và cung cấp chất dinh dưỡng cho các dây thần kinh và gây ra hiện tượng tê bì tay chân. 3. Đau đầu. Đau đầu dữ dội, dai dẳng có thể là một trong những dấu hiệu cảnh báo mạch máu não tắc nghẽn, tăng nguy cơ đột quỵ. Mạch máu não bị tắc nghẽn có thể khiến lượng máu chảy lên não bị gián đoạn. Tình trạng này kéo dài và không được điều trị kịp thời có thể khiến nhu mô não bị thiếu oxy, thiếu dinh dưỡng dẫn đến hoại tử tế bào não, từ đó gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe và tính mạng của người bệnh. 4. Sưng phù chân Tình trạng sưng phù ở chân thường xảy ra khi mạch máu ở chân xuất hiện cục máu đông, khiến máu lưu thông chậm hơn và ứ động trong các tĩnh mạch ở chân. Theo Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh NHS, tình trạng sưng phù ở chân có thể xuất hiện vào buổi sáng nhưng thường sẽ nặng dần vào cuối ngày. Lúc này, chân và mắt cá chân sẽ bị sưng phù, phần da chân có tình trạng căng bóng, đôi khi màu sắc da chân cũng sẽ bị thay đổi. Tình trạng sưng phù có thể đi kèm với cảm giác đau, khó chịu và gây khó khăn cho quá trình di chuyển. 5. Chân tay lạnh. Tình trạng tắc nghẽn mạch máu do cục máu đông có thể làm giảm lưu lượng máu cung cấp đến tay và chân, dẫn đến tay chân lạnh. Bác sĩ Tôn Nghệ Hồng, trưởng khoa tim mạch của bệnh viện Hữu Nghị Trung Nhật, Trung Quốc cho biết, tình trạng tắc nghẽn mạch máu có thể gây ra nhiều vấn đề nghiêm trọng đối với sức khỏe Do đó, khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu bất thường kể trên, mọi người nên đi khám ngay để tầm soát. Điều trị sớm từ đó giúp hạn chế nguy cơ mắc đau tim, đột quỵ và các vấn đề sức khỏe tim mạch nghiêm trọng khác. Loại quả ngọt như kẹo nhưng là thuốc hạ đường huyết tự nhiên, làm tan cục máu đông, giúp mạch máu trẻ như tuổi 20. Tuy là loại quả quen thuộc nhưng nhiều người còn chưa biết tới những lợi ích sức khỏe tuyệt vời mà thực phẩm này mang lại trà là đỏ được biết đến như một viên vitamin tự nhiên vì nó rất giàu chất sắt canxi phosphor vitamin c và các chất dinh dưỡng khác loại thực phẩm này đặc biệt nổi tiếng với tác dụng bổ sung khí và máu nhiều phụ nữ chú ý đến việc chăm sóc sức khỏe và bổ sung khí huyết hầu như mỗi ngày đều ăn một vài quả trà là đỏ để giúp bản thân luôn khỏe mạnh và xinh đẹp trong thời đại tỷ lệ mắc các bệnh tim mạch và mạch máu não cao như hiện nay tác dụng chăm sóc sức khỏe của trà là đặc biệt quan trọng các bệnh mãn tính như huyết áp cao và mỡ máu cao là thủ phạm chính gây ra các bệnh về tim mạch và mạch máu não là một loại thực phẩm tự nhiên và tốt cho sức khỏe trà la đỏ còn có vai trò nhất định trong việc bảo vệ mạch máu nghiên cứu hiện đại cho thấy trà la đỏ rất giàu vitamin c và các chất chống oxy hóa những thành phần này có thể loại bỏ các gốc tự do trong cơ thể một cách hiệu quả và giảm tổn thương oxy hóa đối với thành mạch máu từ đó bảo vệ sức khỏe mạch máu vậy cụ thể trà la đỏ sở hữu những giá trị dinh dưỡng nào một, Giá trị dinh dưỡng của trà là đỏ. ca cơ -bơ -hát. trà là đỏ rất giàu carbon hydrates, chủ yếu tồn tại ở dạng glucose, sơc dâu, vân vân. Chúng cung cấp năng lượng cho cơ thể con người và giúp duy trì các hoạt động sinh lý bình thường. Rồi dào các loại vitamin. Vitamin C, hàm lượng vitamin C trong trà là đỏ cao, có tác dụng chống oxy hóa, có thể bảo vệ tế bào khỏi tổn thương của gốc tự do và giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, tiểu đường và các bệnh khác. Vitamin E cũng có tác dụng chống oxy hóa và hoạt động cùng với vitamin C để bảo vệ sức khỏe tế bào. Các loại khác, trà là đỏ chứa nhiều loại vitamin khác bao gồm vitamin A, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B6 và vitamin E. Khoáng chất sắt, hàm lượng sắt trong táo đỏ cao là yếu tố quan trọng tạo máu và giúp ngăn ngừa bệnh thiếu máu. Canxi đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành và duy trì xương và giúp duy trì sức khỏe của xương. Maze, nó có thể duy trì chức năng bình thường của dây thần kinh, cơ, tim và các cơ quan khác. Các chất dinh dưỡng khác, protein, trà là đỏ chứa hơn 20 loại axit amin, trong đó có các axit amin thiết yếu cho cơ thể con người, có thể thúc đẩy quá trình trao đổi chất và chức năng sinh lý của cơ thể. Chất xơ giúp thúc đẩy nhu động ruột và duy trì sức khỏe đường ruột. 2. Ăn trà là thường xuyên đem lại lợi ích gì cho cơ thể? Trà là bảo vệ sức khỏe tim mạch và điều hòa đường huyết. Một nghiên cứu năm 2020 đã khảo sát tác động của việc tiêu thụ trà là lên mỡ máu và chỉ số đường huyết. Thử nghiệm tiến hành trên 100 người mắc tiểu đường loại 2, chia ngẫu nhiên thành hai nhóm, một nhóm không ăn trà là và nhóm kia ăn thêm 3 quả trà là mỗi ngày trong 16 tuần. Kết quả cho thấy nhóm ăn trà là giảm đáng kể cholesterol toàn phần và LDL xấu. Nghiên cứu này kết luận rằng trà là có thể cải thiện chỉ số lipid, đặc biệt là giảm tổng lượng cholesterol và tăng HDL. Nhờ hàm lượng polyphenol cao, Polyphenol là vi chất dinh dưỡng tự nhiên có trong thực vật. Ngoài ra, tiêu thụ trà là ở mức vừa phải không ảnh hưởng đến mức đường huyết do trà là có chỉ số đường huyết thấp, nuôi máu trong cơ thể. Trà là đỏ được mệnh danh là thần dược bổ máu, chúng rất giàu chất sắt, có thể thúc đẩy quá trình sản xuất huyết sắc tố một cách hiệu quả, cung cấp đủ oxy cho cơ thể, khiến con người trông hồng hào và trẻ hóa. Tăng cường lá lách và dạ dày. Trà là đỏ còn có tác dụng tăng cường lá lách và dạ dày. Nó có tính chất ôn hòa, có thể điều chỉnh chức năng của lá lách và dạ dày, tăng cảm giác thèm ăn, hỗ trợ tiêu hóa. Đặc biệt thích hợp cho những người có lá lách và dạ dày yếu, khó tiêu, làm dịu thần kinh và hỗ trợ giấc ngủ. Trong lý thuyết y học cổ truyền Trung Quốc, trà là đỏ được coi là có tác dụng làm dịu thần kinh và thúc đẩy giấc ngủ. Nó chứa nhiều loại vitamin và khoáng chất có thể làm giảm căng thẳng, cải thiện chất lượng giấc ngủ và cho phép mọi người tận hưởng một giấc ngủ yên bình vào ban đêm, chống lão hóa. Trà là đỏ cũng là chất chống oxy hóa tự nhiên. Nó rất giàu nhiều chất chống oxy hóa, có thể chống lại tác hại của gốc tự do, trì hoãn quá trình lão hóa và giữ cho làn da trẻ trung và sáng tự nhiên, tăng cường khả năng miễn dịch cơ thể. Trà là đỏ không chỉ có thể điều hòa kinh nguyệt, giảm đau bụng kinh ở phụ nữ mà còn cung cấp nguồn dinh dưỡng phong phú, tăng cường khả năng miễn dịch của cơ thể. 3. Ba, ăn bao nhiêu là đủ? Với vị ngọt tự nhiên, trà là thường được ví như kẹo tự nhiên trong ngày thường. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, không nên ăn quá nhiều trà là vì có thể làm giảm các lợi ích sức khỏe của loại quả này. Lời khuyên tốt nhất là nên ăn từ 2 đến 6 quả trà là mỗi lần và tránh sử dụng những quả có dấu hiệu ẩm mốc hoặc hư hỏng. Đối với trà là tươi, cần ngâm rửa kỹ với nước muối để loại bỏ bụi bẩn và vi khuẩn. Nguồn Sohu Bắp cải tốt cho sức khỏe nhưng lại đại kỵ với bốn nhóm người này. Bắp cải là loại rau tốt cho sức khỏe, vậy nhưng không phải ai cũng có thể ăn được. Dưới đây là những người không ăn được bắp cải. Không chỉ giàu dinh dưỡng, cải bắp còn chứa nhiều chất có thể ngừa ung thư, viêm lết dạ dày, viêm tụy, chống táo bón, tiểu đường, nhanh lành vết thương, loại bỏ các độc tố ra khỏi cơ thể. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể ăn được loại rau này. Dưới đây là những người không ăn được bắp cải. Tổng quan về rau bắp cải, bắp cải là loại rau thuộc họ cải. Bắp cải có thể có nhiều màu từ xanh lá cây đến đỏ và tím và lá có thể nhẵn hoặc nhăn nheo. Có rất nhiều sản phẩm bắp cải có sẵn với ít hơn 20 ca lo mỗi nửa chén nấu chín, đây là một loại rau đáng để bạn lựa chọn cho khẩu phần ăn hàng ngày. Thành phần trong bắp cải gồm chất hóa học có tác dụng bảo vệ chống lại những tác động tiêu cực của bức xạ. Trong đó có thành phần hợp chất fan được tìm thấy trong bắp cải có thể giúp bảo vệ chống lại bệnh ung thư. Lợi ích của có thể kể đến như chứa nhiều chất có thể ngừa ung thư, viêm loét dạ dày, viêm tụy, chống táo bón, tiểu đường, nhanh lành vết thương, loại bỏ các độc tố ra khỏi cơ thể những người không ăn được bắp cải. Tuy mang lại nhiều lợi ích đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng có thể ăn được rau bắp cải. Dưới đây là những người không ăn được bắp cải, người bị bướu cổ. Bắp cải là loại rau chứa nhiều dinh dưỡng, trong đó chứa cả goi chin, một chất có tác dụng chống oxy hóa nhưng lại có thể gây bướu cổ. Vì vậy, lời khuyên của các chuyên gia y tế là người bị rối loạn tuyến giáp hoặc bướu cổ không nên ăn bắp cải vì nếu không sẽ làm tuyến giáp hoặc bướu cổ phù tu ra. Nếu vẫn muốn ăn, nhóm người này chỉ ăn bắp cải số lượng nhỏ, khoảng hai bữa mỗi tuần là an toàn. Nên ngâm rửa từng lá và thái nhỏ để khoảng 10-15 phút rồi mới chế biến để goi chim bị phân hủy hết. Người hệ tiêu hóa kém. Ưu điểm của bắp cải là chứa nhiều chất xơ, hỗ trợ nhuận tràng, ngừa táo bón. Tuy nhiên, người đang tiêu chảy nếu ăn nhiều loại rau này có thể khiến tình trạng thêm trầm trọng, khó điều trị hơn. Ngoài ra, rau bắp cải dễ sinh khí, có thể gây đầy bụng nếu ăn sống, vì vậy những người bị đau dạ dày hay bị chướng bụng, đầy hơi nên hạn chế ăn bắp cải sống, tốt nhất nên làm chín trước khi ăn. Người bị bệnh thận, theo nghiên cứu, bắp cải là loại rau chứa khá nhiều axit oxalic. Khi được tiêu thụ quá nhiều, lượng axit oxalic này có thể kết hợp với các chất dinh dưỡng cần thiết bên trong cơ thể như canxi, manji, sắt, kali, tạo thành các muối oxalat. Oxalat canxi có thể lắng đọng ở thận, làm tăng khả năng hình thành sỏi ở thận, gây ra sỏi thận. Vì vậy, những người đang bị suy thận nặng, phải chạy thận nhân tạo không nên dùng bắp cải. Người có tiền sử sỏi thận nên hỏi ý kiến bác sĩ về liều lượng ăn bắp cải phù hợp. Với người khỏe mạnh, khi ăn bắp cải nên cắt nhỏ và nấu kỹ để giảm thiểu lượng axit oxalic trong loại rau này. Người Tạng Hàn, theo Đông y, bắp cải có tính hàn, do vậy những ai yếu người, lạnh tay chân hay gặp các vấn đề liên quan đến phong hàn không nên ăn bắp cải vì sẽ làm bệnh nặng hơn tuy nhiên nếu bạn vẫn muốn ăn bắp cải thì có thể cho thêm một nhánh gừng đập dập và luộc cùng bắp cải sẽ khiến trung hòa bớt tính hàn có trong bắp cải trên đây là những người không ăn được bắp cải nếu bạn thuộc nhóm những người trên hãy tránh xa bắp cải nhé tổng hợp nếu thường xuyên dùng mướp đắng phơi khô cơ thể sẽ lần lượt trải qua năm sự thay đổi bất ngờ mướp đắng tươi được biết tới là loại rau có tác dụng hạ đường huyết giảm mỡ rất tốt vậy khi mướp đắng được phơi khô thì chúng sẽ tốt như thế nào mướp đắng khiến nhiều người khó chịu vì có vị đắng thế nhưng nó được mệnh danh là dược liệu vàng cho sức khỏe đặc biệt là công dụng trong việc thanh nhiệt giải độc hạ đường huyết hỗ trợ giảm cân và chăm sóc da nếu ăn mướp đắng tươi khiến bạn có cảm giác rất đắng và khó nuốt thì hoàn toàn có thể đem chúng đi phơi khô mướp đắng phơi khô dễ sử dụng mang lại nhiều lợi ích tuyệt vời cách phơi khô mướp đắng như sau rửa sạch mướp đắng thái thành lát mỏng sau đó cho vào nồi nước trần sơ qua tiếp đó hãy mang mướp đắng đi phơi nắng sau khoảng 2 ngày phơi khô thì dùng dây buộc lại, treo lên cao thêm vài ngày cho khô hẳn, hoặc có thể cho vào chảo để rang khô. Mướp đắng khô bảo quản trong hộp kín. Khi dùng chỉ cần cho vài lát mướp đắng khô vào nước nóng, chờ cho ngấm và đợi nước nguội bớt rồi thưởng thức. Nếu thường xuyên dùng mướp đắng phơi khô sẽ có lợi ích gì cho cơ thể? Thúc đẩy quá trình trao đổi chất và giảm độ nhớt của máu. Bằng cách uống nước mướp đắng phơi khô, bạn sẽ thúc đẩy quá trình trao đổi chất trong ruột, đồng thời thúc đẩy nhu cầu đại tiện do đó có thể ngăn ngừa táo bón ung thư ruột kết và các vấn đề khác đồng thời uống loại nước này có thể làm giảm độ nhớt của máu ngăn ngừa huyết áp tăng quá mức giảm nguy cơ mắc một số bệnh tim mạch và mạch máu não thanh nhiệt giải độc uống nước mướp đắng phơi khô có thể giúp cơ thể thanh nhiệt giải độc đặc biệt hữu ích trong môi trường mùa hè nóng bức hơn nữa mùa hè mà uống không đủ nước sẽ ảnh hưởng đến da hệ tiêu hóa hệ tim mạch và mạch máu não vì vậy việc bổ sung nước bằng việc uống nước mướp đắng phơi khô là một lựa chọn hợp lý uống nước mướp đắng phơi khô có thể giúp cơ thể thanh nhiệt giải độc hạ đường huyết nhờ mướp đắng phơi khô theo nghiên cứu của khoa học hiện đại trong quả mướp đắng có chứa các hợp chất tên là pi insulin hợp chất này tương tự như insulin có tác dụng kiểm soát bệnh tiểu đường một cách tự nhiên hơn nữa nước mướp đắng phơi khô là lựa chọn lành mạnh cho bệnh nhân tiểu đường hơn rất nhiều các loại nước ngọt nước có ga khác nội tạng sẽ khỏe mạnh hơn nước mướp đắng phơi khô có tác dụng nhất định trong việc giảm huyết áp cao mỡ máu và đường huyết Đồng thời, thức uống này còn có tác dụng bảo vệ gan, lá lách và dạ dày, thận rất tốt. Nước mướp đắng phơi khô có tác dụng nhất định trong việc giảm huyết áp cao, mỡ máu, giải độc làn da, giúp cho da sáng mịn hơn. Theo Đại học Nam Sương, Trung Quốc, lý do mướp đắng có lợi cho làn da là bởi chúng giàu chất chống oxy hóa, bao gồm vitamin C và The vitamin A. Thức uống này có tác dụng thúc đẩy quá trình trao đổi chất và làm đẹp da, giúp da trở nên tươi tắn hơn hơn nữa bằng cách uống nước mướp đắng khô bạn sẽ tăng độ ẩm giảm nguy cơ bị khô da lưu ý khi dùng mướp đắng phơi khô nếu lạm dụng mướp đắng có thể khiến chúng ta bị tiêu chảy mắc các vấn đề về dạ dày mỗi lần chỉ cần dùng vài lát mướp đắng khô là đủ phụ nữ đang cho con bú không nên dùng mướp đắng vì một số thành phần không tốt có thể được truyền qua sữa mẹ mướp đắng là thực phẩm có tính lạnh những người tì vị hư hàn không nên ăn nhiều nếu không sẽ dễ bị đau bụng tiêu chảy buồn nôn nôn mửa Do tác động của nó đối với lượng đường trong máu, những người mắc bệnh tiểu đường và người đang dùng thuốc nên tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi tiêu thụ. Dưỡng chất quý giá có trong chuối xanh giúp giảm 60% nguy cơ mắc 5 loại ung thư. Trong ẩm thực, chuối xanh được sử dụng khá phổ biến, nhưng ít ai biết rằng ăn chuối xanh có thể giúp phòng ngừa nguy cơ mắc 5 loại ung thư khác nhau. Nếu bạn là người thích ăn chuối xanh, xin chúc mừng vì bạn có thể nhận được một số lợi ích sức khỏe không ngờ tới. Một nghiên cứu kéo dài 20 năm cho thấy tinh bột kháng có trong chuối xanh có thể giảm tới 60% nguy cơ mắc một số loại ung thư. Tinh bột kháng là dạng carbon rát không tiêu hóa được trong ruột non và chỉ tiêu hóa lên men trong ruột già. Loại tinh bột này được phân loại là một chất sơ và đã được chứng minh có thể giúp giảm nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng cũng như nhiều bệnh không lây nhiễm khác. Ngoài chuối xanh, những thực phẩm như yến mạch, ngũ cốc đều là nguồn cung cấp rồi rào tinh bột kháng. Các nhà nghiên cứu của Đại học Newcastle và Đại học Leeds anh đã phát hiện ra rằng tinh bột kháng có thể giúp ngăn ngừa nguy cơ ung thư ở những người mắc hội chứng lin. Hội chứng rối loạn di truyền làm tăng nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng. Nghiên cứu có sự tham gia của gần 1.000 người mắc hội chứng lin. Họ đã tiêu thụ 30 gam tinh bột kháng trong thời gian trung bình 2 năm. Kết quả của nghiên cứu cho thấy loại tinh bột này không tác động tới tình trạng ung thư đại trực tràng, nhưng lại có thể giảm tới 60% nguy cơ mắc ung thư đường tiêu hóa trên như ung thư thực quản, dạ dày, đường mật, tuyến tụy và tá tràng. John Mazer, giáo sư dinh dưỡng của Đại học Newcastle, cho biết, chúng tôi phát hiện ra rằng tinh bột kháng giúp giảm hơn 60% một số bệnh ung thư, đặc biệt là các loại ung thư phát triển ở đường tiêu hóa trên. Liều sử dụng trong thử nghiệm tương đương với việc ăn một quả chuối xanh mỗi ngày. Vì sao tinh bột kháng giảm được nguy cơ ung thư? Tinh bột kháng lên men trong ruột già, do đó chúng sẽ là nguồn thức ăn nuôi dưỡng các lợi khuẩn có tại đây. Giáo sư Mazer giải thích Tinh bột kháng có thể giảm nguy cơ phát triển ung thư do chúng giảm được lượng axit mật trong ruột. Axit mật được cho là có thể phá hủy DNA và cuối cùng dẫn tới ung thư. Tuy nhiên, vị giáo sư cũng nhấn mạnh cần phải có những nghiên cứu sâu hơn để xác minh điều này. Giáo sư Tim Bysop của Đại học Leeds cho biết, những phát hiện của nghiên cứu rất thú vị nhưng hiệu quả bảo vệ đường tiêu hóa trên là kết quả ngoài mong đợi của chúng tôi. Do đó, cần có thêm các nghiên cứu khác để nhân rộng những phát hiện này. Chuối rất tốt nhưng ăn theo hai kiểu này thì hại đủ đường, chuyên gia cảnh báo. Chuối là thực phẩm giàu dinh dưỡng. Tuy nhiên, ăn chuối theo hai kiểu này có thể gây hại sức khỏe. Hai sai lầm khi ăn chuối. Theo P. Giáo sư Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Thị Lâm, Nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia, chuối là loại quả giàu dinh dưỡng. Trong 100 g chuối tiêu chín có 74 g nước, 1,5 g protit, 0,4 g axit hữu cơ, 22,4 g glucid, 0,8 g gel cung cấp được 100 calo. Lượng glucid trong chuối chín là rất cao, ở dạng glucose 20%, jactose 1,5% và saccharose rót sâu 65%, những loại đường tự nhiên quý của quả chín. Dễ tiêu hóa, cơ thể hấp thụ nhanh và cung cấp nhiều năng lượng. Tuy nhiên, khi ăn chuối, chúng ta cần tránh hai sai lầm sau đây. Ăn quá nhiều. Phó giáo sư Lâm lưu ý, nhiều người nghĩ chuối tốt nên ăn nhiều mà không biết rằng trong 100 gram chuối chín có khoảng 100 calo. Một quả chuối tiêu cỡ lớn có thể đạt 100 gram, như vậy nếu ăn hai quả chuối thì tổng năng lượng đã đạt 200 calo. Nhiều hơn một bát cơm, một bát cơm khoảng 130, 150 calo và phải đi bộ 2 tiếng mới tiêu hao hết calo của hai quả chuối. Do vậy, để tránh thừa năng lượng, chuyên gia khuyên với người lớn chỉ nên ăn một quả và trẻ nhỏ chỉ ăn nửa quả mỗi bữa. Ăn chuối mà không hạn chế thực phẩm có đường khác. Vấn đề thứ hai là trong chuối thường có chứa một lượng đường khá lớn. Khi đã ăn chuối, chuyên gia khuyên cần phải hạn chế các thực phẩm có đường khác. Vào buổi sáng, tôi thường uống cà phê đen không đường và ăn cùng một quả chuối. Do chuối có nhiều đường nên cà phê sẽ không còn bị đắng và không cần thêm đường vào cà phê, phó giáo sư Lâm nói. Lưu ý với người có các bệnh lý rối loạn chuyển hóa như đái tháo đường, mỡ máu, thừa cân béo phì thì nên ăn ít loại quả này. Hoặc khi đã ăn chuối thì cần giảm các thực phẩm có đường khác. Thời điểm ăn chuối tốt cho sức khỏe BSCKII Huỳnh Tấn Vũ, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh cho hay, trong các quả ngọt của nước ta, chuối là loại quả giàu chất dinh dưỡng và cung cấp nhiều năng lượng nhất. Chuối chín là loại thức ăn được cơ thể tiêu hóa nhanh và cung cấp một nguồn năng lượng đáng kể. Chuối là thực phẩm quý cho những người lao động thể lực nặng, các vận động viên thể dục thể thao cần nhiều glucose trong máu. Đường glucose trong chuối chín được hấp thu nhanh vào máu, bổ sung kịp thời lượng đường của cơ thể bị tiêu hao, giúp mọi người phục hồi nhanh chóng sức khỏe ngoài ra chuối chín còn cung cấp muối khoáng như canxi, phosphor, sắt, đặc biệt là kali và các vitamin Cazoten, vitamin B1, vitamin B2, vitamin b 6 vitamin C là những chất cần thiết cho cơ thể do đó chuối là thức ăn thích hợp với mọi người, mọi lứa tuổi chuối làm thuốc BSCKI Huỳnh Tấn Vũ cho biết chuối có tên khoa học là Musa Saperne tam lờ tên khác là hương tiêu Bộ phận thường được dùng làm thuốc là quả chuối tiêu còn xanh hoặc đã chín và củ chuối. Tại Ấn Độ, chuối tiêu xanh phơi sấy ở nhiệt độ dưới 500 độ C, tán bột, ăn hàng ngày có tác dụng kích thích sự tăng trưởng của màng nhầy lót bên trong dạ dày. Trong y học cổ truyền, quả chuối tiêu chín có vị ngọt, tính rất lạnh, có tác dụng thanh nhiệt, nhuận phế, chỉ khát, nhuận tràng, giải độc. Quả chuối tiêu chín làm dịu, thúc đẩy sự lên da non ở các vết thương trong bệnh viêm ruột kết có loét chống các rối loạn ruột và dạ dày, đặc biệt là chống các bệnh tiêu chảy cấp và mãn tính, bệnh viêm ruột, táo bón, bệnh thiếu vitamin C. Ngọc Minh